quý vị, 10 quả lựu đạn này đã nằm yên dưới vỉa hè suốt bao nhiêu năm? Chỉ sau khi thi công cải tạo vỉa hè, những quả lựu đạn này mới được phát hiện và mang đi tiêu hủy. Ngày 24 tháng 12 năm 2022, thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà tại thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận 10 quả lựu đạn và lập biên bản đưa đi tiêu hủy theo quy định. Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải Đông tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện nhiều quả lựu đạn trên vỉa hè. Vị trí phát hiện tại địa chỉ 21 Nguyễn Duy Hiệu ở phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Lúc này, đơn vị thi công đang cải tạo vỉa hè khu vực. Trong lúc đào xới lớp đất bề mặt thì phát hiện nhiều quả lựu đạn bên dưới. Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải Đông đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà đưa lực lượng đến phong tỏa hiện trường, thu hồi tổng cộng 10 quả lựu đạn. Thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà cho biết, nhiều khả năng số lựu đạn này còn sót lại sau chiến tranh, do đó đơn vị sẽ tiến hành đưa đi tiêu hủy theo quy định. Những thông tin mới nhất sẽ được báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và trên kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để theo dõi sớm nhất những tin tức của chúng tôi.